Game NFT là gì và kiếm tiền như thế nào? Trong bước tiến của thời đại công nghệ 4.0, blockchain đang là tâm điểm của sự phát triển và NFT cũng đang nổi lên như một trào lưu tài sản số với những ưu điểm như tính độc nhất, vĩnh cửu và sự minh bạch đã có được sự đón nhận của đông đảo người dùng. Nhưng bạn đã biết gì về NFT game hay chưa? Và bạn có tin rằng chỉ cần cày game thôi mà chúng ta có thể kiếm tiền thật mà không vi phạm pháp luật, cũng chẳng cần trở thành các chuyên gia tiền nến các kiểu? Nếu mọi người quan tâm đến công nghệ, tài sản số và cách kiếm tiền trực tuyến, một cách đáng tin cậy và cách tận dụng tiềm năng của NFT và NFT game, thì đây là video dành cho bạn. Để tìm hiểu sâu hơn vào chủ đề này, anh em hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay của Farm Trading nhé. NFT game là một dạng trò chơi sử dụng công nghệ blockchain để thực hiện việc token hóa tài sản ở trong game dưới dạng mã thông báo không thể thay thế. Công nghệ blockchain cung cấp sự phi tập trung, trao quyền biểu quyết cho các game thủ. Ví dụ, những người nắm giữ token gốc của một nền tảng game sẽ có khả năng tham gia vào các quyết định quan trọng trong trò chơi thông qua việc bỏ phiếu. Thông thường, những nhà phát hành các NFT game cũng sẽ tạo riêng một sàn giao dịch cho các vật phẩm ở trong game. Người chơi từ đó có thể giao dịch ngay các vật phẩm đó thông qua hợp đồng thông minh, đổi lấy các đồng coin có giá trị như là ETH, BNB, USDT, v.v. Điều đặc biệt và thu hút người chơi là tiền tệ, vật phẩm ở trong NFT có thể quy đổi ra tiền thật thông qua các sàn giao dịch với giá trị rất cao. Theo thống kê gần đây, người chơi Axie Infinity trung bình có thể kiếm được 30 triệu tới 40 triệu Việt Nam đồng trên một tháng, một con số trong mơ của nhiều game thủ. NFT game chính thức được bùng nổ vào năm 2017 ở trên toàn cầu. CryptoKitties là trò chơi NFT đầu tiên ra đời, còn được gọi là trò chơi nuôi mèo ảo. Người chơi có thể tạo ra nhiều giống mèo khác nhau, mèo càng đẹp, độc đáo thì sẽ có giá trị càng cao. Thậm chí một con mèo dragon từng được bán với giá khoảng 40 tỷ Việt Nam đồng. Lối chơi độc đáo mới lạ giúp trò chơi điện tử này gây sốt tới mức làm tắc nghẽn mạng lưới Ethereum vì quá nhiều giao dịch. Dù sau đó trò chơi này không còn nhận được nhiều sự chú ý giống như trước, nhưng nó cũng đã mở đường cho sự phát triển chung của NFT game. Và phải tới khi xuất hiện tựa game Axie Infinity được chính người Việt Nam phát triển với lối chơi giống như Pokemon thì ngành NFT game mới thực sự bùng nổ trở lại. Nhưng tại sao NFT game trở nên hot như vậy? Cùng Eric tìm hiểu ở phần 2 của video nhé. Đầu tiên, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực DeFi nói riêng và toàn thị trường crypto nói chung, vốn hóa thị trường đã vượt mức 1.000 tỷ USD, kéo theo đó là số lượng người dùng quan tâm, tham gia ngày càng tăng. Vì thế, nhiều dự án NFT game trước đây chỉ là ý tưởng, nhưng hiện nay đã bắt đầu đưa ra công chúng với mục tiêu là tăng cường chiến dịch tiếp thị. Ngoài ra, những tác phẩm nghệ thuật NFT được bán với giá hàng triệu USD, điển hình là bức tranh dưới dạng NFT của nghệ sĩ Pebble được bán gần 70 triệu USD, sau đó là một loạt các tác phẩm khác dưới dạng âm nhạc, video, v.v. Sự kiện này đã được giới truyền thông toàn cầu đưa tin, khiến nhiều người bắt đầu tìm hiểu cơ hội với một NFT có giá trị. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 đã khiến hàng triệu người thất nghiệp trên toàn thế giới. Điều này khiến họ quan tâm tới các hình thức kiếm tiền online và game play to earn là một trong số đó. Nhờ đó mà người dùng không chỉ chơi game để giải trí mà còn tạo ra thu nhập khủng. Hiện tại, mỗi ngày số lượng NFT game lại tăng lên càng nhiều. Cùng với đó, số lượng người quan tâm đến NFT game cũng dần tăng, tạo nên một xu hướng mới và tiềm năng cho thu nhập trực tuyến qua trò chơi. Vậy NFT game có gì khác so với các game truyền thống? Trong game truyền thống thì các nhân vật của người chơi thường được lưu trữ trong tài khoản của họ, tức là chúng không thể di chuyển ra khỏi tài khoản đó. Ngược lại, ở trong trò chơi sử dụng công nghệ NFT, người chơi hoàn toàn kiểm soát được các tài sản của họ, bao gồm tiền tệ và vật phẩm. Điều này có nghĩa rằng họ có khả năng tự do gửi, tặng hoặc thậm chí là bán chúng cho bất kỳ ai mà không cần phải chuyển toàn bộ tài khoản của họ, giống như trò chơi truyền thống. Đã có nhiều trường hợp các game thủ bán được các lô đất ảo ở trên sàn Decentraland thu về hàng nghìn USD. Bạn cũng có thể mua đường đua xe trong game F1 Dental Time dưới dạng blockchain. Lúc đó bạn sẽ nhận được lợi nhuận từ vé vào cửa hoặc từ các cuộc đua diễn mà bạn đã mua. Thật thú vị phải không? Nó giống như hình thức kinh doanh ở ngoài đời thực, tuy ảo nhưng vẫn có tiền thật. Điều quan trọng là trong NFT game, NFT token có khả năng mang lại lợi nhuận cao và giá trị của chúng liên quan chặt chẽ đến nền tảng blockchain như là Ethereum. Trong khi đó, game truyền thống, khả năng vật phẩm đem lại lợi nhuận thường thấp hơn. Điều này tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai loại game này và làm cho NFT game trở nên hấp dẫn với những người quan tâm đến tiềm năng tài chính của NFT. Qua đó, chúng ta có thể dễ dàng biết được tại sao NFT game lại hot và làm bùng nổ thị trường đến như vậy. Bây giờ hãy cùng với Eric khám phá cơ chế hoạt động của NFT game để hiểu rõ cách chúng vận hành và làm thế nào để có thể tận dụng chúng một cách hiệu quả để tạo ra thu nhập nhé. Hầu hết thì NFT game được phát hành trên Ethereum blockchain, sử dụng các tiêu chuẩn token phổ biến như là ERC20, ERC721, ERC1155, ERC998. Tuy nhiên, các NFT game không giới hạn việc bạn chỉ thu thập tiền điện tử trong ví của mình. Thay vào đó, chúng tích hợp NFT vào quy tắc và cơ chế của trò chơi, thay đổi cách người chơi tương tác. Hiện nay, có nhiều loại game sử dụng công nghệ NFT, điển hình như là Play to Earn, bộ sưu tập crypto, thế giới ảo dựa trên blockchain. Trong các trò chơi này, các vật phẩm và tài sản kỹ thuật số có thể trở thành NFT, cho phép bạn giao dịch chúng với các người chơi khác để tạo ra lợi nhuận. Để tham gia NFT game, người chơi sẽ cần bỏ ra một số chi phí nhất định để sở hữu nhân vật hoặc vật phẩm trong trò chơi. Quá trình này có thể được coi như một loạt bước đầu tư, bao gồm chiến đấu, sinh sản và giao dịch các vật phẩm với các người chơi khác để tạo ra thu nhập dưới dạng token được sử dụng ở trong game. Các token này sau đó có thể được chuyển đổi thành giá trị tiền thật
tùy thuộc vào đơn vị tiền tệ của quốc gia mà người chơi đang sinh sống và làm việc, hoặc theo tiền ảo cụ thể mà họ đã chọn. Giá trị này sẽ thay đổi dựa trên tình hình của thị trường. Vậy làm như thế nào bạn có thể sử dụng NFT và triển khai chúng vào môi trường trò chơi? Để hoán đổi, tạo cũng như sắp xếp NFT ở trong một trò chơi, các nhà phát triển game đã tạo ra các hợp đồng thông minh để hình thành nên các quy tắc cho NFT được sử dụng trong môi trường game một cách hiệu quả và an toàn. Có một sự thật vô cùng thú vị là giá trị của các NFT hiện vẫn chưa có kết tính chính xác. Chúng chỉ có ý nghĩa đối với những người đam mê. Ví dụ một tác phẩm nghệ thuật hoặc một bản thu âm có thể có giá trị lớn đối với những người yêu thích nó, nhưng cũng có thể không đáng một xu đối với những người không có hứng thú. Vậy nên số tiền bạn có thể kiếm được khi tham gia NFT game sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cơ chế của tựa game đó và nhu cầu của thị trường. Để tận dụng NFT game một cách hiệu quả trên các marketplace, sàn giao dịch hoặc trong các phiên đấu giá, việc hiểu rõ rằng giá trị chủ yếu phụ thuộc vào khả năng sưu tập hoặc các tính năng độc đáo trong trò chơi của NFT là rất quan trọng. Điều này đồng thời có tác động lớn đến sự quan tâm của các nhà đầu tư và sự tham gia đầu cơ trong lĩnh vực này. Hơn nữa, để thành công trong việc đầu cơ trên thị trường NFT, việc theo dõi và đánh giá cơ hội cần được thực hiện một cách cẩn thận, bởi vì thị trường NFT luôn biến đổi với tốc độ nhanh chóng. Điều này đòi hỏi kiến thức sâu rộng về thị trường cùng với khả năng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị NFT game. Vậy với cơ chế hoạt động như thế này thì NFT game sẽ có những lợi ích cũng như rủi ro gì? Cùng tìm hiểu ở phần 4 của video nhé. Đầu tiên, về lợi ích của NFT, phải nhắc tới như việc đảm bảo sở hữu tài sản số. NFT giúp xác định một cách duy nhất và không thay đổi quyền sở hữu của một tài sản số trong trò chơi. Điều này có nghĩa là người chơi có thể tự do sở hữu và giao dịch các mặt hàng, nhân vật, trang phục hoặc phụ kiện ở trong game mà không cần phải lo lắng về việc mất tài sản sau này. Thứ hai là việc sử dụng NFT ở trong game cho phép người chơi tham gia vào việc tạo, sở hữu và giao dịch các tài sản đó. Điều này tạo ra một môi trường tương tác hơn giữa người chơi và game, cho phép người chơi tham gia vào việc xây dựng và phát triển nội dung game. Và nổi bật nhất là khi sử dụng NFT ở trong game, người chơi có thể kiếm được tiền từ việc mua, bán hoặc trao đổi các mặt hàng trong game. Điều này tạo ra một hệ thống kinh tế trong game, cho phép người chơi kiếm lợi nhuận và xây dựng nghiệp game trong thế giới ảo. Ngoài ra, với công nghệ blockchain và NFT, việc sao chép và giả mạo tài sản số ở trong game trở nên khó khăn hơn. Mỗi NFT được mã hóa và đăng ký ở trên blockchain, đảm bảo tính duy nhất và không thể thay đổi tài sản. Tóm lại, việc sử dụng NFT ở trong game mang lại nhiều lợi ích cho cả nhà phát triển game và người chơi, nhưng đi kèm với nó một số rủi ro tiềm ẩn mà người chơi cần phải lưu ý. Thứ nhất là rủi ro về giá. Giá của các NFT ở trong game có thể biến đổi rất nhanh và nó có thể giảm đáng kể trong một thời gian ngắn. Điều này có thể dẫn đến mất mát tài chính đáng kể cho những người chơi không cẩn thận. Một rủi ro khác liên quan đến vấn đề pháp lý. Có một số quy định pháp lý vẫn chưa rõ ràng về việc sở hữu và giao dịch NFT. Do đó, có thể xảy ra tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu và các vấn đề pháp lý khi tham gia vào các trò chơi NFT. Do việc giao dịch và sử dụng NFT diễn ra trên nền tảng blockchain nên việc bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của người chơi là rất quan trọng. Tuy nhiên, nền tảng blockchain không hoàn toàn có thể tránh khỏi các cuộc tấn công mạng và việc lộ thông tin cá nhân hoặc bị hack có thể xảy ra. Hơn nữa, một số game NFT không thành công và có thể gặp phải các vấn đề kỹ thuật số, vấn đề quản lý hoặc sự suy giảm người chơi dẫn đến việc game không còn hấp dẫn nữa. Khi đó, người chơi có thể mất hết giá trị đã đầu tư vào game. Vì vậy, trước khi tham gia vào bất kỳ game NFT nào, điều quan trọng hơn hết là việc hiểu rõ về game, đánh giá rủi ro và xem xét khả năng chịu đựng tài chính của mình. Đến đây, chắc hẳn mọi người đang tò mò về các tựa game NFT dễ kiếm tiền nhất năm 2024 rồi đúng không? Hãy tiếp tục theo dõi để khám phá thông tin quan trọng về chủ đề này. Trong quá trình tìm kiếm những NFT game tốt nhất ở trên thị trường, bạn cần đảm bảo rằng mình sẽ thích chơi tựa game đó để có thể kích thích sự khám phá và có cơ hội nhận lại những phần thưởng hoặc các tài sản giá trị ở trong game. Hơn nữa, mọi người cũng có thể nhận được airdrop từ một số dự án NFT game như là CryptoPunk, Axie Infinity và The Sandbox đã chia sẻ miễn phí NFT cho cộng đồng của họ. Và sau đây là 3 dự án NFT game Eric đã đánh giá là tiềm năng nhất năm 2024. Mọi người có thể xem qua để tham khảo nhé. Dự án Ecoterra, một bổ sung mới đầy thú vị cho ngành công nghiệp blockchain, tập trung vào giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu và game NFT. Nền tảng này được thiết kế để khuyến khích người dùng và tổ chức tham gia vào các nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu. Một trong những đặc điểm độc đáo của dự án này là Recycle to Earn, tái chế để kiếm tiền, một tính năng lần đầu tiên được cung cấp ở trong thế giới crypto. Người dùng sẽ nhận được token Ecoterra và nó có thể được giữ, stake hoặc chi tiêu cho các sáng kiến môi trường khác nhau. Với những tính năng tuyệt vời mà Ecoterra mang lại cho người dùng, dự án đã huy động được hơn 5,2 triệu USD chỉ trong một thời gian ngắn. Mặc dù mới ra mắt, các token của dự án đã được bán với giá là 0,004 USD trong giai đoạn 1 và nhanh chóng tăng lên 150%, đạt 0,01 USD ở giai đoạn pre-sale cuối cùng. Ecoterra được phát triển bởi một đội ngũ giỏi và đã được xác minh KYC với nguồn cung tối đa là 2 tỷ token Ecoterra. 50% trong số đó sẽ được mở bán công khai cho các nhà đầu tư thông qua chương trình pre-sale mà không có thời gian trao quyền. Dự án sẽ có mức vốn hóa cứng là 6,7 triệu USD. Dự án đã hợp tác với nhiều siêu thị đa quốc gia hàng đầu trên thế giới, chẳng hạn gần đây là Ahold Delhaize, nơi điều hành 1.000 cửa hàng ở Mỹ cũng như hàng nghìn các cửa hàng khác ở trên khắp khu vực châu Âu và châu Á. Tiếp tục với NFT game tiềm năng thứ hai trong năm 2024 này là Meta MasterGuide. Dự án hướng tới mục tiêu tạo ra một cơ chế play to earn trên nền tảng Web3, cho phép người chơi có thể kiếm được tiền thật từ việc chơi game trên điện thoại di động của mình. Meta MasterGuide được phát triển trên các chuẩn công nghệ hiện đại nhất và được hỗ trợ bởi một đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, dự án này còn sử dụng chuỗi khối Ether
Ethereum và hợp đồng thông minh để quản lý và giao dịch các tài sản ở trong trò chơi. Người chơi có thể sở hữu các tài sản số như vũ khí, trang phục, phụ kiện và nhiều thứ khác ở trong trò chơi. Qua đó, người chơi có thể kiếm được tiền, token hoặc các loại tài sản số khác thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ hoặc đánh bại các kẻ thù ở trong trò chơi. Những tài sản số này có thể được giao dịch hoặc bán trên các sàn giao dịch tài sản số khác nhau để kiếm lời. Hơn nữa, với Meta Master Guide, người chơi không cần phải tốn quá nhiều thời gian và chi phí để tìm kiếm và mua các món đồ ở trong game. Thay vào đó, họ có thể dễ dàng kiếm được nó thông qua việc tham gia vào các hoạt động play to earn ở trên nền tảng này. Thời gian pre-sale, Meta Master Guide sẽ có 7 giai đoạn. Với giai đoạn đầu tiên, mỗi Memax có giá trị là 0,007 USD. Mức giá này sẽ tăng dần lên đến là 0,023 USD vào giai đoạn thứ 7, nghĩa là những nhà đầu tư từ sớm nhất sẽ nhận được mức lợi nhuận là 228,5%. Đối với các nhà đầu tư, Meta Master Guide được đánh giá là một dự án đầy tiềm năng với nhiều cơ hội sinh lời. Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường game play to earn cùng với sự phát triển của công nghệ blockchain, Meta Master Guide sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai quan tâm đến thị trường này. Cuối cùng là Robot Era, một NFT game của khá tiềm năng trong năm 2024. Đây là một nền tảng đa vũ trụ có khả năng kết hợp giữa play to earn và NFT. Robot Era cũng cung cấp cho người dùng một hệ sinh thái đa dạng và phong phú về trò chơi, từ game hành động đến game chiến thuật và cả những trò chơi thế giới mở. Điều này mang lại cho người dùng nhiều lựa chọn để trải nghiệm và kiếm tiền. Người chơi có thể thiết kế những tài sản không thay thế độc nhất với các dụng cụ sửa chữa và bán nó để kiếm tiền. Với bất động sản ảo, người chơi có thể tín phí vào cửa với những khu vực như công viên giải trí, bảo tàng, buổi hòa nhạc hoặc cũng có thể bán không gian bảng quảng cáo cho các nhà quảng cáo. Ngoài ra, người chơi cũng có thể nhận Taro token bằng cách điều hành các châu lục độc lập. Là một trong các đồng coin NFT phổ biến, Taro coin mở bán pre-sale lần đầu tiên với mức giá giao dịch là 0,02 USD và sẽ tăng lên ngưỡng là 0,032 USD trong phiên thứ 3 và phiên cuối. Tổng số token được phát hành qua các đợt bán sớm là 270 triệu token với giá trị vốn cứng huy động là 7 triệu USD. Robot Era đã thu hút được một cộng đồng người dùng đông đảo và tích cực. Sự phát triển của cộng đồng này đồng nghĩa với việc nền tảng càng được sử dụng nhiều hơn, càng có tiềm năng phát triển cao hơn. Ngoài ra, Robot Era cũng có một đội ngũ phát triển sản phẩm giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công việc của họ. Họ cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm chất lượng và giá trị cho người dùng. Eric hy vọng rằng thông qua thông tin về 3 dự án này sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn về tiềm năng của thị trường NFT game trong năm 2024 và cung cấp cơ hội cho mọi người kiếm được lợi nhuận từ việc chơi game. Điều quan trọng là khi tham gia vào các dự án này, mọi người nên xem xét cẩn thận, đảm bảo rằng bản thân mình hiểu rõ về các khía cạnh về kỹ thuật, kinh doanh và tài chính của từng dự án trước khi đầu tư. Nếu như anh em có ý định đầu tư vào các dự án NFT game ở trong tương lai thì đừng quên tìm hiểu thật kỹ và xác định cho mình một kế hoạch đầu tư cụ thể nhé, để tránh gặp phải những rủi ro không đáng có. Ngoài ra thì mọi người có thể tham gia vào group Telegram của Farm Trading để cập nhật tin tức mới nhất và săn các kèo chất lượng hoàn toàn miễn phí. Link ở phần mô tả. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, cũng đừng quên để lại cho Farm Trading một nút like, subscribe và lượt chia sẻ nhé. Chúc mọi người sẽ gặt hái được nhiều thành công ở trong thị trường crypto.